này 1 lít nước chứ nước màu lá cẩm này cũng 1 lít. Thì 100 g bột gạo, 100 g mì phảnh nè cả nhà. 100 g đường với mình pha muỗng bột nếp gì đó. Vậy nè. Để nữa cái nó chín đều để thôi mình gọt cái dao kia cái miếng chín miếng sống. Dạ. Gọt đều vậy nè. Hai giá đường cát. Đâu vậy? Dạ. Mua trong đó lấy cái lượt lại xong. Ở dưới là đẹp cả nhà. Cái nhà bánh này nó nguội rồi cả nhà ơi. Dẻo cho từng chi tiết. Tiếp nè. Màu lá cẩm nè. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật nhiều nhà sức khỏe. Hôm nay bà nội con làm bánh khoai cao hấp nhiều màu, rất là nhiều. Quý ông bà cô chú hỏi về gia đình con, hỏi ba con tên gì, mẹ con tên gì và hai đứa con tên gì. Hôm nay con sẽ chia sẻ cho quý ông bà cô bác về cái hoàn cảnh của hai chị em con. Đại con tên là Như Tiên, chị con tên là Như Quỳnh. Con hai chị em ơi, hai chị em con ở là ấp Bình Thế, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và tỉnh An Giang. Thì con sẽ chia sẻ cái hoàn cảnh của con cho quý ông bà cô bác. Thì có một số quý ông bà cô bác comment như vậy thì con mới chia sẻ cái hoàn cảnh của con. Chứ thật ra là con không muốn lấy lòng thương của quý ông bà cô bác. Con sống với bà nội với ba. Hiện tại thì mẹ con đã bỏ ba con rồi. Con cảm ơn quý ông bà cô bác nào đã hỏi về gia đình của con. Hoàn cảnh của con là như vậy. Hiện tại thì con đang sống với ba với bà nội. Và có thích video của con thì ủng hộ cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để con có được nhiều tiền để giúp ba con đỡ cực hơn. Rồi chuẩn bị đồ xong chưa nội? Rồi chuẩn bị xong hết trơn rồi con ơi. Dạ. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món khoai cao thì nguyên liệu của nó thì củ khoai cao này là 300 g cả nhà. Thì mình làm nó hai màu, 100 g bột gạo, 100 g bột mì phảnh. Rồi 100 g đường cả nhà. Với bột nếp thì mà muỗng canh vậy đó ở nhà. Thì vậy đó nguyên liệu đó vậy với mình để vô vani nè. Một phần gì hai ống. Với một miếng muối gì nè cả nhà. Mình pha nước lá dứa với lá cẩm. Thơm quá nãy. À chung nhau. Thơm quá. Đi chọn lấy cái dao mình gọt ấy coi, như mình gọt khoai cao coi. Trước khi mình mua khoai cao mình phải lựa khoai cao cho nó mới, nó trắng vậy nè cả nhà. Để mình làm cho cái bánh nó dẻo, nó ngon, nó không có bị sượng. Rồi để đi. Gọt vậy nè. Giờ mình gọt vào cái xắt nhỏ nhỏ. Cái mình ngâm miếng nước muối cho nó sạch cái da mũ nó đó cả nhà. Ủa làm vậy cho khoai cao ngon hả? Này bán ghê hả nè. Ờ bán cái hoàn cảnh gia đình của hai đứa cháu vậy đó cả nhà ơi. Rồi sống với bà nội với ba nó nè, với tôi với ba nó nè. Thì làm thì cũng vất vả kiếm đồng tiền. Rồi số hoàn cảnh ấy số mà người yêu cầu cũng hỏi là ở đâu vậy đó cả nhà. Hoàn cảnh hai đứa nó tôi cũng nuôi cũng lâu rồi. Hai đứa cháu nội đó vất vả lắm. Đứa lớn thì học lớp 6 cả nhà, còn đứa này mới lớp 3 à. Đứa nhà mập này nó còn nhỏ xíu tuổi à. Nó mập nó không chịu. Rất cảm ơn cô Kim Bôi đã hỗ trợ làm tiền mua cho hai đứa máy tính bảng cho nó học. Cô tôi cũng rất cảm ơn nhiều lắm. Thì nhờ có cái máy đó cho hai nhỏ học đó, cô ơi. Tôi cũng rất cảm ơn, già rồi lớn tuổi rồi mặn cái gì con không ra tiền. Thì làm cái này thì nhờ sự giúp đỡ của cô chú đồ này bà nội mình làm bánh khoai cao hấp nhiều màu. Nội sắc nhuyễn rồi nội để vô cái này hay gì? Ừ. Ôi nội, con thấy không nhiều màu mà con thấy con thì hai màu đó. Ủa, không có hai màu. Nhiều màu có gì? Ừ, thì nhiều màu. Là cả hai cái màu trộn lại với nhau. Ở dưới này 1 lít nước chứ nước màu lá cẩm này cũng 1 lít. Thì 100 g bột gạo, 100 g mì phảnh nè cả nhà. 100 g đường với mình pha muỗng bột nếp gì đó. Cái muỗng ăn canh vậy đó cả nhà vô. Cho nó dẻo đó coi, độ dẻo. Ừ. Phải cao mà, phải dẻo mà. Cái này để
đây là nước cốt rồi cả nhà, nước nhất nè. Mình pha lá cẩm vô chưa pha, còn cái này thì cũng nước nhất mình pha nước ở dưới rồi cả nhà. Đường rồi chưa pha, bột chưa pha nữa, đây sắt phai cao rồi cái mình trộn pha vô. Vô vậy nè. Để nữa cái nó chín đều để thôi mình gọt cái dao kia cái miếng chín miếng sống. Gọt đều vậy nè. Để vô bột mình hấp. Mình hấp. Và cái dao này nó đều lắm. Khoai cào quá dẻo rồi, khó gọt. Một củ gì 300g nha cả nhà. Mình muốn làm nhiều cũng được, mà làm nhiều quá thì nó ăn nó ngán. Muốn làm nhiều cũng được, chứ không có gì. Chặn bớt là gì nè, vậy đó. Chặn bớt là gì đó. Ủa con sắt hôm nãy không sắt quá nổi rồi cứng ngắc à. Nhưng con để cho nó sắt đi, mình còn nhỏ mà đâu có gì đâu. Con trộm. Con trộm đúng không mày? Không, con đâu có trộm đâu. Ủa trộm sao ta? Trộm bột cả nhà. Cái đó bột gì nội? Này bột gạo. Bột gạo. À, bột gạo cái mình trộn vô. Trộn mấy cái tô vào cho bà nội như tiên. Dạ. Quậy vô cho nó nát rồi, để dễ. Thôi để cái lòn xoàn ở đây, lòn xoàn quá. Cái tô bự bự á. Này. Đây. Tao bự. Ừ, tao bự đi đi. Dễ làm. Ôi. Là mình lấy cái nước cốt mình đổ vô bột gạo hay nào? Cô tưởng là lấy cái bột gạo để vô nước cốt. Vậy mình lấy bột gạo để vô nước cốt được không này? Thì mình pha bột, mình pha gì cả nhà? Mình trộn bột cho nó nát đi rồi hả, để vô gạo. Thôi mình để trước vô nó lợn cợn quá. Có một cái màu hồng kìa này. Ừ. Wow. Nó bị ngược nhẹ. Cái này là màu gì nội? Cẩm. Màu cẩm. Cẩm màu tím á. Trộn chung vô. Trộn chung với bột gạo. Ủa đen hết luôn hả nội? Ừ. Hết luôn. Đi phảnh. Bột gạo. Phảnh 100g, bột gạo 100g. Ủa còn mình có chế nước cốt dừa vô được không nội? Chế. Ủa còn một miếng mình để làm gì vậy nội? Nửa phà quậy nát cái mình để vô đây nè. Dạ. Dừa chân mình để vô đó. À. Mình nhẹ qua đánh bột. Con chưa có biết làm cái này. Nếu mà mình còn nhỏ mà biết gì. Mấy mình còn nhỏ nhưng mình không có tiền mua được cái một miếng phảnh. Hơi bị căng. Tao lấy chưa? Chưa ngược. Mình để đường cát nha cả nhà. Đường cát. Hai giá đi. Hai giá đường cát. Đây nó vậy. Dạ. Mũi chung đó lấy cái lượt lại mũi không. Ủa con tưởng là cái ở trong bên trong có nước cốt dừa chứ. Em nói quả lượt cho mà nội như tiên. Nội được lại coi. Mình mà pha bột vừa cái nửa tiếng đi quá à. Có đổ được như cả nhà cho nó nở bột đi. Lượt bụi nè. Dính cái tô mà nội như mình.
chỉnh tô lên, ừ, để cho ngay lại. Ừ, vậy đó. Được rồi. Đổ nè. Nó pha lá cẩm cả nhà, còn cái này mình cái nước cốt này nữa, rửa cái màu cẩm này cái nữa mình làm giờ chín cái mì chế lên cái này mình để nạp lớp trên đó, cái này nước cốt này nhất á, rồi xong đó. Cái cao dưới ấm. Trong khi mình vô khuôn bột mình tha dầu ăn ở cả nhà, mình tha cho nó đều cái khuôn đó rồi mình chế vô. Chế vô cái khai mình sắp vậy nè cả nhà. Sắp vậy nè. Sắp cho nó theo khuôn vậy nè. Thì mình chế bột lên nữa. Chế như này đầy khuôn vậy thôi. Sắp lên đừng cho miếng này chồng miếng kia cả nhà. Chồng cái này khi nó không có dính bột nữa là bị xúc ra. Sắp sao cho nó sắp đều cho cái mình chế bột lên nữa. Cả nhà mình chế bột thêm đứa thứ hai nè cả nhà ơi. Trong khi mình dưới vô cái mình quậy gì nè cả nhà, quậy cho nó bột nó thì nó lắng ở dưới đó, nó đều bột. Mình cứ như vậy mình sắp hoài cả nhà, mình sắp chừng nào mà hết cái thau bột này thôi. Nhìn hấp dẫn quá lại. Có mày có hai ba món này là lạ. Được hả? Dạ. Ừ. Ăn ghiền luôn. Ngọt ngọt béo béo. Nè mình đợi một xíu cái mình đổ nó vô hay gì. Chừng nào nước sôi mình đun lên khuôn mình để vô. Giờ trong vòng mấy phút nó mới chín lại? Tới 25 phút rồi. Lâu như ta. Ừ. Biết này kia bột sống rồi phai sống nữa mà. Chưa gì con đã thấy thèm rồi. Lặn miếng lợn nào. Nhắc đến cái này tự nhiên con nhớ tới. Nhớ gì? Nhớ tới cái bánh lộn cái gì mà giống cái cũng này cũng gì này. Này cũng khoai cao. Đúng rồi, bằng khoai cao nhưng mà mình thì kêu khoai cao, còn ở ngoài ngoài ta kêu khoai nào? Ta kêu khoai khoai môn gì đó. Khoai môn hả? Ờ mình thì kêu khoai cao. Mùi thơm này á. Đúng rồi, cái gì? Mà bí là hợp với lại cái thạch khoai môn, khoai cao này. Đẹp ha. Dạ. Ủa, là chuẩn bị hai màu hả nội? Hai màu. Nhưng mà chị chắc là chị nghĩ là một tí này thôi. Chứ hết cái bột này vô. Rồi bắt đầu bột này đặt cái nữa mình chế cái tô nước cốt rồi nè cả nhà, chế vô. Tô nước cốt ngoài đó. Ở bánh này có mềm như cái bánh kia không ạ? Mềm. Hấp nửa bột mềm mà bột dữ lắm. Hay cao mà con. Bột cao. Cái khuôn này như nó nghiêng bé ơi. Để bánh vô hả? Rồi, đẩy lên đi. Chị Hiểu cắt rồi
lấy nữa ba bà cháu mình sẽ có ăn. Chụm của vô dữ tợn mới được. Mới đây vô chụm của nhiều đó. Nó có bị Duyên Quân Quỳnh chụm thì cây củi đun nửa cây. Mình hấp cái dĩa trong nồi cũng pha công đoạn gan gì ngay cả nhà. Cũng pha bột gan gì đó. Thôi giờ trước cho nó nở bột đặng đổ bánh nó ngon. Pha giùm sắp hai con y gan vậy đó cả nhà. Bỏ vô miếng muối nữa nha. Vô hai giá đường nữa. Cho nó có vị mặn mặn ngọt ngọt vậy đó cả nhà, cho nó ngon. Mà đi để Đà Nội như tiên. Dạ. Để đây Đà Nội pha bột nè. Ở đây con để hết vô hai ống đi. Cho nó thơm. Thơm nước muối. Ừ. Bánh nữa thơm lắm. Để lại vô đi. Vậy đó. Vani là đường ấm nhựa đường thơm. Rồi xong đó, hơi nồi bánh cả nhà ơi. Nó lầu chín nè. Dưới nó cốt vô ngay cả nhà. Hai đặt rồi. Chừng nào mà cái bột trên này đặt là được đó cả nhà ơi. Xong rồi. Mất tay keo luôn rồi. Lá dứa là đẹp cả nhà ơi. Tại mình làm màu lá dứa chứ ơi. Cho nó đẹp. Mà tự nhiên này không có để bột tinh lá dứa. Lá dứa mình trồng thiếu gì. Nhiều lắm. Ở nhà nguyên vườn vườn lá dứa luôn. Bánh mình chín rồi cả nhà ơi. Ồ chùm cái nó nước cốt dừa nó hình lên nè. Quá khứ rồi. Chín rồi. Phải cao này bị sượng gì á. Quỳnh gấp hay quá. Quỳnh lấy cái đồ nhắc nổi nó coi như Quỳnh. Đâu rồi? Ồ. Mình rút nước mình ngâm cho nó mau là dễ lấy vàng cả nhà, nó còn nóng quá nóng hả. Ồ. Ồ, nóng. Mình lóc nước vậy nè cho nó mau nguội. Bánh lại quay lại quay. Bánh là bánh ăn cực quá cả nhà ơi. Ham làm bánh cốt vô cả nhà. Mẻ này, mẻ sau nè, mẻ cuối. Màu xanh luôn. Thứ bột nó đã vô luôn. Rồi. Cái nhà bánh này nó nguội rồi cả nhà ơi. Dẻo quá ha. Ừ. Dẻo cho từng chi tiết.
Tiếp nè, màu màu là lá cẩm nè. Wow, mà nó cẩm đặc trưng. Cốt, mà nó cốt này béo quá, béo cả nhà. Béo quá nó bị có đâu, thử cái chỗ này cho nó quá cứ nó cốt cái này vậy nè. Đẹp quá hen. Nè. Nó giống hệt bánh chà lợn. Wow. Đẹp quá anh ơi. Bánh này còn nóng quá. Wow, nhìn nóng ngon quá, chưa gì con đó thấy thèm 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 rồi. Vậy hả? Dạ. Lem và lem rồi. Ngon quá. À. Nhưng trong nó béo, béo béo màu trắng kìa. Nó béo lắm à. Y chang là cái kiểu như cái bánh mà được gọt cũng một cái lớp kem trắng. Đúng không, cái này không phải kem trắng mà cái này là bánh bơ lộn, cái này là bánh phai cao hấp, kiểu bánh phai cao hấp, bánh phai cao hấp 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 hấp. Nhìn này cũng tựa tựa giống như bánh xèo hả này, nhưng mà bánh này da lợn hả, bánh bò lộn lộn, bánh bèo cũng mà quá nóng rồi, còn nóng gì hết đi, nhìn giống như bánh bèo. Nội con muốn ăn, từ đi, từ từ đi. Dạ. Bà-dum. Wow, thèm quá nội ơi, cũng muốn ăn quá. À, nó còn nóng quá, còn nóng quá, cắt cái bánh nó còn dính, còn dính nè. Giống bánh chà lợn. Wow, thèm. Ồ, nhìn thấy thèm không? Ốt gì được ăn? Ngồi. Ủa mấy cái kia là cái gì này? Mấy cái đó phải cao. Chờ cái dĩa xong, cắt dĩa sau nó có ngon như vậy nè. Thôi kia chín rồi, nó dớt cái kia vô luôn cả nhà ơi. Chút thì được luôn nè. Lông nước cho em dễ lấy. Giòn cái bánh đó nha. Nó còn gần hết trơn. Dạ tay hết đi cho nó nhỏ này nó. Thì nó thèm dữ lắm rồi. Thèm ăn này đi. Đó có mời bà nội ăn. Con ăn đi. Dạ con dạ. Ăn nè. À, vậy em ăn đi, ăn màu vậy đó, màu xanh màu ra, đi. Dạ, con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung với con. Dạ, con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung với con. Không quá. Dì ăn cái màu xanh đi, em căng ăn cái màu tím nha. Bà nội con hôm nay làm khoai câu hấp. Để chị ăn thử ơi. Chưa để chị đi lấy cái muỗng nữa, không có cái muỗng nóng quá.
Dạ con mời quý ông bà cô bác. Chị lấy cái chén cho xíu à. Nó ngon hơn bánh bèo luôn. Nhưng mà nó hơi giống bánh bèo à. Này nó giống bánh bèo, có điều là nó ngon hơn bánh bèo luôn á quý ông bà cô bác. Nó đặc đặc, nó sần sần, nó ngọt ngọt, nó béo béo. Cho em xin cái chén mùi nó dứa nữa. Mình nhận bánh với mình rồi cả nhà ơi. Hôm nay mình làm bánh thay cao hấp nè cả nhà. Dừa nó ăn. Không có thay cao thường thịt thịt. À dừa thịt như thế. Ờ. Đây đây. Mình đem vô. Cái nhà hấp cái kỹ cả nhà, cái này là thay cao này nó lâu chín chứ lắm, chậm chín lắm. Mình mua cái này trúng giùm thay cao hơi sượng nè. Hấp nó lâu rồi cả nhà. Vậy mà cũng ngon quá à. Ăn bùi bùi xanh xanh, giòn giòn ngon lắm. Giống bánh chả lợn hết chứ kìa. Nó có lợn lợn rồi cả nhà. Dai ngon lắm. Nhưng mà nó còn ngon hơn bánh chả lợn nữa mọi người. Ăn đi. Hả, clip này cũng dài rồi. Con xin chào tạm biệt quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật kỳ và sức khỏe. Nếu quý ông bà thích video này thì để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ. Giờ thì bye bye.